Vâng, cả đô xin mến chào toàn thể bác nhá. Thì như các biết thấy thì tại bên em về rất nhiều hàng và bản thân hôm nay em đang review đến toàn thể các bác. Trước mắt các bác đây một sản phẩm của đây là cũng là một chuỗi combo của LX, LXDB các nhá, LXD8, M8, nhà LX8 đấy. Thì là một chuỗi combo cho chất âm cực kỳ hay. Đối với sản phẩm này nó đi theo nhu cầu công lê, cũng như các bác còn cũng nhu cầu nâng cấp được, vì là tất cả đây là những sản phẩm mà đã được nhà hãng nghiên cứu cũng như hội tụ tất cả những gì nó tốt đẹp nhất, hay nhất đều trong những thiết bị ngày hôm nay. Và hôm nay em đang giới thiệu đến các bác một combo của model LX8. Thì đối với combo này thì sẽ gồm thiết bị nó đẩy 4 kênh với công suất cho ra 8 kênh và một con vang số và một chiếc quản lý nguồn và một chiếc mi. Và chiếc mi này cũng là chiếc mi đắt tiền nhất của sản phẩm của DB Otic, với hội tụ rất nhiều tính năng, đó là cái tiếng mic nó cho ra tiếng mic rất là dày. Hay thì em đã test được clip trước rồi. Đấy. Và đối quản lý nguồn thì sử dụng là bao giờ tất cả cái combo chuỗi này sử dụng là thiết kế high end, một cái gì đó rất là sang chảnh, nó giống như một cái các bác nào đi mua những cái chiếc âm ly hay những chiếc đầu giải mã ấy, những sản phẩm nhập khẩu của châu Âu hay những sản phẩm của Nhật Bản ấy, thì bác thấy đây một cái tông nó nhìn rất là sang chảnh để vào những không gian hiện đại ấy, thì bác thấy nó rất là sang sang chảnh luôn bác nhé. Và tất cả đi kèm đây thì nó có tai hết ở đây, mình là quay clip hôm trước em review này, có hộp này thì nó có tai đây, tai hết. Những cái tai này thường những bác nào mà cần tai ấy, là thường các bác nào lắp tai vào ấy, là những bác nào có nâng cấp thôi, thì bác tai còn bình thường các bác để theo chuỗi này thì nó rất là đẹp, nó vuông vắn, nó thiết kế sang chảnh. Và trong clip này thì em sẽ tiến hành đó là quay review chi tiết cũng như là giới thiệu sơ qua các tính năng về cơ học để cho bác cùng xem. Thì đối với sản phẩm của DB nói chung thì em cũng đánh giá rất là cao về cái độ trau chuốt của sản phẩm. Nếu bác để ý tất cả đồ chuỗi CD này thì bác để ý thì là tất cả nó thiết kế màu trắng em nhá, màu trắng nhưng nó không phải bằng sắt đâu, nó bằng nhôm ấy bác nhá. Cái mặt này mặt nhôm hết này, mặt này mặt nhôm hết bác nhá, mặt nhôm hết. Và tấm này không biết mạ hay không nhưng nó thiết kế màu trắng, em nghĩ là nhôm hoặc cũng có thể là thép pha gì đó, nhưng nó mặt trắng. Không biết là cái máy điện thoại em quay bằng cái điện thoại thường, không biết nó quay được hết độ led, độ tinh xảo hay không. Thực sự luôn, để mà nhìn trực diện ấy, nhìn thực tế mà em đang quay này, em là người nhìn thực tế thì thực sự nó rất là đẹp, rất đẹp luôn. Em nói về độ đẹp nhá, nếu thì mua một bộ dàn hay mua một thiết bị dàn thì cái đẹp nó cũng rất là quan trọng, vì cái đẹp thì nó ta tăng thêm cái bộ một thiết bị trang trí trên một trang trí trong không gian nhà mình, thì nó sẽ thêm nó sang trọng và đẹp đẽ hơn. Và sản phẩm này nó thiết kế theo công nghệ high end và những cái gì hội tụ tốt đẹp nhất trên sản phẩm này. Và báo cáo ấy thì em sẽ review đầu tiên là con đẩy. Thì đối dòng đẩy này thì cơ rất đơn giản, em sẽ tắt đi, tắt nguồn đi. Đấy, em tắt nguồn đi. Thì bác thấy ở đây là một con đẩy thu gọn. Thu gọn bác nhá. Với công suất cho ra là 8 kênh và đây dòng đẩy 4 kênh không nhá. Sử dụng mạch Class TD. Đối dòng này ấy, thì nó rất nhiều ưu điểm, đó là tiếng ra nó rất là trong sạch, ở clip trước em đã test rồi. Và tại sao đến em nhà hãng ra cái đây 2 tuần nhưng đến hôm nay em review thì thời lượng công việc nhiều, nhưng các bác gọi hàng nếu nhớ thì bên em bằng kênh chuyên đề sản phẩm DB bán full mã từ những sản phẩm sự kiện đến sản phẩm gia đình đấy. Khi bác gọi bất kỳ sản phẩm nào nhà hãng chỉ mới ra thôi, nhà em đều có hết phục vụ các bác anh em. Và đối với sản phẩm combo này, những thiết bị này thì bên em đang chào bán cho anh em với mức giá rất là tốt, được chiết khấu phần trăm, mức giá rất là tốt, vì bên em lại cấp một ưu đãi cho bác mức giá tốt nhất, nên nếu bác có nhu cầu thì liên hệ em thời điểm này có nhá, điểm rất là tốt, giá cực kỳ tốt cho anh em chơi. Thì cơ chế đây bác thấy này, con đẩy này rất là dễ dùng, ở đây em sẽ review từng con và tính năng để bác tắt sử dụng nhá. Chụp cơ học đã, còn cái vấn đề test ấy thì em đã có những bài test riêng rồi. Đấy, bác thấy này là một chiếc áp tổng nhá, là chiếc áp vô cực đấy, tổng này lúm cái phần nguồn, nó tất cả thiết kế nguồn nguồn ấn hết bác nhá, nguồn ấn tròn này. Đấy. Cái này bác giữ như ở lúc giữ của mic ấy là mất 2-3 giây, để bác giữ cho em. Khi bác bật nguồn lên này, bác bật nguồn lên này, đấy, chạy con đẩy chạy rất là êm luôn, bật nguồn lên này, đấy, nó sẽ hiện đây là cái phần nhiệt độ, ở đây là em chưa cắm điện, nó chưa có nhiệt độ nha. Khi bác cắm một lúc đây có nhiệt độ này, đấy, đang là 29 độ C, đấy, có thấy không ạ, cái 20 C, còn khi bác chạm lúm đây, xoáy lên, thì nó liên quan đến ở đây là cái âm lượng. Và đây là một con đẩy có thể nói là các bác dễ dàng kinh chỉnh đến mức là nó chỉnh cái âm lượng nó là chính chuẩn xác đến 1 mili, nghĩa là bình thường các con đẩy khác nó chia các cái vạch này, vạch kẻ kẻ này, thì bác chỉnh nhiều khi nó lệch một tí, nhiều khi bác về nó không cân ấy, thì nếu con này thì bác chỉnh được chi tiết từng vế. Đây ví dụ bác thích chỉnh cái này cũng được, ví dụ bác cắm con súp kênh D đúng không ạ, bác chỉnh D đây
riêng luôn, kênh AB cắm đây, bác ấn một phát là chuyển luôn. Vũ nhà đây bác ấm kênh A này, đấy, A đây thì bác âm lượng này, A đây, vừa chỉnh về 51 đúng không ạ, bác cắm BB chuyển về B 51, mà thấy em không ạ? Nhưng nó chỉnh đến mức sai không sai một số luôn bác nhá, sai số. Bình thường những con mẫu đẩy khác có nó có chỉnh độ nhạy DB này, nhưng có phần âm lượng số điện tử này, nhưng mà nó thường bị sai mất một hai số. Em chỉnh như sản phẩm bán đi ấy, em thấy cái dòng quán đi nó có tích hợp mềm, bản mới nó có tích hợp này, nhưng nó ở lúc đẩy khác nó thiết kế là vẫn bản cũ, thì cái phần sai số này nó vẫn sai mất một hai điểm nhỏ đấy, thì đây nó không có sai số luôn này. Đây cắm sang D C, bác chỉ ấn vào lôi và bác chỉnh âm lượng đấy, nó thiết kế rất là gọn luôn. Nhưng khi khách hàng vào chơi nhà gia đình mình nhìn đây như một cái chỉ là một cái thiết bị nghe nhạc gì đó, mà đây là cái sản phẩm thiết kế đuôi combo này vừa nghe nhạc vừa hát karaoke cực kỳ chất lượng nhé. Một sản phẩm tích hợp rất nhiều tính năng về độ sang trọng của một cái sản phẩm high end, cũng như là về cái combo này là vừa bác vừa hát vừa nghe nhạc được, tích hợp có thể nói là 2 trong 1 luôn các bạn. Còn đối với sản phẩm vang thì bên trên vang đây bác này, cơ chế hoạt động thì bác thì đối dòng này có chỉnh bằng tay được nhá, cái thông số nó bác để đây, thông số tổng này chỉnh cũng rất là dễ dàng, bác lựa chọn gọi từng mốt rất đơn giản nữa. Tất nhiên chỉnh bằng tay ấy, thì có để khi chỉnh bằng tay này thì cái độ chi tiết nó không thể bằng máy tính được, nó đạt được khoảng 60-70% thôi, còn có chỉnh bằng máy tính ấy, thì nó sẽ đạt được tối đa 100% đấy nhá. Nhưng về cơ bản là con này có là vang số chỉnh bằng cơ, chỉnh bằng tay được đấy. Và con này sử dụng chip của nó, sử dụng chip là con chip mạnh nhất là chip Alloc Device 21571, nó chip mạnh nhất thời điểm hiện tại bây giờ đấy, bác thấy không ạ? Và các bác về em vừa chạm đây, bác thấy cái gì không ạ? Chế độ ngủ đối với dòng quản lý nguồn, mà không phải con quản lý nguồn nào đều có nhá. Đấy, đây em chạm vào này, đấy nghe chế độ này, nghĩa là khi các bác vụ cắm cái khi các bác tắt hết ở đây này, em đang review dở thì nó có chế độ ngủ, em nói vội lên. Thì đối với dòng này, đối với vòng vang này thì bác biết rồi, chỉnh được bằng tay được nhá, chỉnh bằng tay được, nó rất là cơ động luôn đấy. Và đối với sản phẩm combo này ấy, bản thân các bác mua về, kể em để nguyên đai, mua về rồi cắm lên thôi, nó đã đạt hay khoảng 60-65% rồi bác nhá, 60-65%, nghĩa là nó đã, vì đây cái nó bộ com lê, người đã cài mặc định rồi, cắm vào thôi là gần như chỉ phải hát rồi. Nhưng tất nhiên là khi mình chỉnh thêm một chút thì nó sẽ độ mượt mà nó tốt hơn đấy, nó khác với những sản phẩm thông thường khác, cũng như là những chiếc vang thông thường hay những chiếc vang gì bác phải chỉnh ngay từ lại từ đầu. Còn đối với combo này là bác đã cắm vào thôi, kể cả em gửi cho bác nguyên siêu này, bác về cắm vào thôi, kết nối thôi là nó đạt được 60-70% rồi. Nhà mình chỉ can thiệp một chút thôi đấy, nó gọi là theo com lê đấy. Chính vì vậy là tại sao đây là gọi là những sản phẩm mà hiện tại nhà hãng họ đã nghiên cứu cũng như là ấp ủ, và đến tận 2023 mới ra mắt, và đầu 2023 ra mắt, và em đến gần đây ngày hôm nay em thời gian em review chi tiết đến sản phẩm này đấy. Và hôm nay em chia sẻ hết những cái gì mà em hiểu biết, những gì em làm em hiểu biết, cũng như là chia sẻ hết về cái mặt về đây, nó thực tế thực dụng mình nhìn vào đây chia sẻ hết cho các bác. Và tiếp theo luôn bên trên là chiếc quản lý nguồn vừa xong, bác có thể tự tắt đúng không ạ? Thì bác tại sao lại có thể tự tắt được, gọi chế độ ngủ của quản lý nguồn. Chế độ ngủ này là gì ạ? Vũ như các bác đi ngủ ở nhà, vũ như là nhà bác ở nhà bác cụ tắt ở đây rồi đúng không ạ? Thì bình thường những cái mẫu quản lý nguồn thông thường ấy là nó sẽ có hiển thị volt đây, nhưng hiển thị đèn nó lúc nào phải sáng đèn. Nhà nó lúc nào phải sáng đèn, thì vũ như những nhà nào các bác là một chứ không muốn cho sáng, nhà nó ảnh hưởng vũ nhà mất ngủ hay gì đó. Nghĩa là kiểu có ánh sáng trong nhà, vũ như buổi tối rồi các bác muốn yên tĩnh mà tắt tối om hẳn luôn, thì cái này nó sẽ cảm biến, nó chỉ khoảng độ mất như vừa nãy mình để được khoảng 5 phút. Em quay được 5-7 phút gì đó thì nó sẽ tự tắt cả màn hình này nhé, tự tắt màn hình này. Nghĩa là chế độ ngủ của quản lý nguồn. Chế độ ngủ đấy. Đấy, chế độ ngủ cực kỳ đa năng, mà đây là một cái chế độ mới nhất mà chưa có quản lý nguồn nào nó có các bác nhé. Và tất nhiên cái này thì các bác để đấy này, tắt bằng tay cũng được, và tắt bằng tổng cũng được, và đây bác để lựa chọn từng cổng, tắt bật từng cổng hoặc khóa, rất là cơ học luôn đấy. Hoặc điều chỉnh vôn đấy bác nhé, điều chỉnh vôn được đấy, tăng giảm đấy. Và đây có một cái cổng sạc chờ, nên là có cắm điện thoại đây, cắm đèn ngủ cũng được đấy. Để về cơ chế của quản lý nguồn này, cái chế đời mới nó có chế độ ngủ mà không phải không có quản lý nguồn nào trên thị trường đang có đấy, nên là thêm tính năng đó. Và con này có tích hợp lọc nguồn nhé, nó tích hợp một lọc Mexico
đấy, cực kỳ xịn sò và sang sang trà sang chảnh luôn, và tích hợp lọc luôn cho cả hệ thống giàn luôn, cực kỳ tiện lợi luôn. Đó là mô quản lý nguồn đấy. Đối dòng này thì nó cơ chế như các con khác cũng nhiều, nhưng mà quan trọng nó tông luôn, nó cùng tông vào cái các cái lúm này, nó sử dụng đầu tông luôn, nó rất là sang chảnh, nó như một con lê, như của một bộ con lê ấy. Rất là đẹp xịn sò. Còn đối sản phẩm đây là bác để thấy tiếp theo là chiếc micro, chiếc micro DB LX M8. Đối sản phẩm DB đây là con quản lý nguồn này là DB LX P8 nhá, P8 này. Nghe DB là series LX8, đây là cảm chuỗi series LX8. Còn đẩy là DB LX A8, vang DB LX D8, quản lý nguồn DB LX P8. Và bên trên là chiếc micro cao cấp em đã review ở clip trước rồi, là chiếc micro LX M8. Thì đối với mẫu quản lý nguồn chiếc micro này thì nó là mẫu phân khúc em đánh giá là hay nhất trong hiện tại các mẫu micro mà em Hiểu Minh đang bán ở phân khúc dưới 10 triệu hiện tại bây giờ. Nghĩa là bên em đang bán sở hữu cho mình tất cả các micro, có nghĩa là tất cả những dòng micro nhập khẩu phân khúc tầm trung và tầm bán cao, những dòng thương hiệu như của DB, những sản phẩm của PS, Adni, TD, Gutin, những sản phẩm của JD hay những sản phẩm của CF, bên em đều có các mô đen mic đó. Nhưng đây là sản phẩm mà em đánh giá ở phân khúc dưới 10 triệu, là phân khúc cao cấp nhất trong các hãng không nhá. Thì đối dòng micro này, tại sao em nhấn mạnh điểm đó ở clip test trước ấy, thì em đã giới thiệu rồi. Đối dòng micro này là nó tích hợp công nghệ, là công nghệ gì ạ? Công nghệ có bóng đèn trong này, công nghệ bóng đèn trong này. Và cái thứ hai là công nghệ, đó là công nghệ là cái xử lý, cái IC xử lý, nó là khi các bác hát cái mic này lên, tiếng mic rất là dày, đầm, và nó không có đuôi. Bình thường các bác hát ý, thì cái đuôi nó hơi đuôi nhỏ, thì khi các bác nghe kỹ tai thì ở cái clip test trước hoặc là anh em review rất nhiều rồi, dòng mic này tiếng nó rất là sạch và sang, và tiếng cũng thật tiếng, nói chung là tiếng chi tiết hơn cho dòng mic khác. Và đấy, cho cả những bác nào có nhu cầu nâng cấp những sản phẩm micro này, em mình cũng đều hỗ trợ mức giá tốt cho anh em chơi. Riêng đối sản phẩm không phải riêng từ DB mà tất cả mã hãng khác vậy, em đều ưu đãi mức giá tốt và nhận nâng cấp đổi cao cho anh em chơi sản phẩm micro cao cấp. Đây là em để chưa có tai, nhưng còn tất cả sản phẩm này có tai hết bác nhé. Có tai vì em để đây là một combo, nó đang hình vuông vắn, thiết kế hệ AN nó rất là đẹp và sang chảnh. Và cái quan trọng cái ga, tất cả đối với dòng tông của tất cả sản phẩm CD này ấy, là nó tông nó không quá dày, nó không quá dườm dà, thiết kế rất là gọn. Thì đồng micro này ấy, thì bác ý là cho những bác nào đi sự kiện, tất nhiên gia đình thì nó quá tuyệt vời, tất nhiên là không phải ai, tất nhiên gia đình thì bác ý thì những mà những cái bộ gia đình khá là điều kiện thì mới sở hữu cho mình những bộ micro này đấy, khá là điều kiện. Còn tất nhiên sự kiện thì là bình thường, vì sự kiện bác ý những bộ mic tầm 5-7 triệu anh em mua là bình thường, hay 7-8 triệu là bình thường đấy. Còn nhưng nên cái điểm nhấn mạnh với em trong clip trong video này là bộ micro này, bộ mic là đáng chơi, đáng đồng tiền mất gạo. Và cái trend năm nay ấy, trên 2023 này, cái trend nó là sự trend màu hơi tím xanh này, rất là đẹp và sang chảnh nhé. Mặt ngoài tôi là cái nhôm nguyên khối. Thông thường ấy, các cái bác để ý những dòng mic thông thường ấy, một nó pha nhựa hay kẽm ấy, thì tại sao này nó lại khác nhau ở cái chất liệu? Cái chất liệu cũng ảnh hưởng rất rất lớn nhé. Khi bác sở hữu cho mình cái chất liệu bằng sắt hay là kẽm hay là nhựa, thì cái độ gọi là cái độ bị nhiễu sóng ấy, nhiễu tạp âm ấy rất nhiều. Nghĩa là tại sao cái dòng mic đấy nó không đi được xa? Còn các cái dòng mic đời càng đời cao, thứ nhất nó toàn bằng nhôm liền khối thôi, thì nó nghe nó giống như kiểu các bác mà cái bọc bạc hay bọc nhôm ấy, thì thường nó bọc bạc nó chống nhiệt đúng không ạ, hay bọc bạc nó chống nhiễu sóng. Cái đây đều đương nhiên giống như trên ô tô hay trên cái thiết bị gì các bác để ý không ạ, hay trên máy bay hay ô tô mình đang nghĩ vậy. Thì ở đây nó bằng nhôm liền khối, nó thứ nhất là cái sử dụng cái đuôi, nó đuôi gần như đuôi chuột, và cái độ phủ sóng nó rất là xa, sử dụng dâu dài. Và công nghệ đó là nhôm liền khối và sử dụng chip IC xử lý lớn, cả bên ngoài phủ một lớp lalo nhé, bên ngoài sử dụng là một lớp lalo cũng là sơn tĩnh điện đấy, lớp phủ để cho cái nó đỡ bị nhiễu tần số mic. Và cái hai cái dòng này nó tự động dò sóng sạch, tích hợp tự ngắt đấy, chống rơi cho các bác chơi đấy. Hôm nay em review rất là chi tiết, chỉ là một clip review thôi, nhưng nó xúc động xúc tích chi tiết đến toàn thể từng sản phẩm cho bác chơi và sử dụng, và cũng rất là đánh giá rất là cao đối với combo này. Và đây có thể là một combo sắp tới bản thân đơn vị em sẽ là áp dụng cái chương trình khuyến mãi tốt nhất thị trường, cũng như là cái mức giá tốt này, và sẽ cố gắng là sẽ là hỗ trợ khách hàng đổi các để bác trải nghiệm những sản phẩm cao cấp như ngày hôm nay, hỗ trợ nhất có thể. Nhưng là trước đây các bác mua những sản phẩm ở đời phân khúc thấp, nhưng mà bây giờ bác có chen sử dụng đời phân khúc cao này, em hỗ trợ nhập giá tốt nhất để bác sử dụng cho mình những sản phẩm đẳng cấp. Như thì thời điểm bây giờ thì bác thì
karaoke là một món ăn tinh thần đối gia đình, một món ăn tinh thần đối gia đình, và cũng như là bản thân tất cả những các bác khách hàng tầm trung niên hoặc cao tuổi thì đây là những sản phẩm món ăn tinh thần để bác mình yêu văn nghệ, yêu ca hát thì nó càng chảy ra. Đấy, có sức khỏe là có tất cả các bạn. Đấy. Hôm nay em mình một clip chia sẻ, cũng dạy bài, chia sẻ về cái khách quan, đây là những sản phẩm này, về tính năng chi tiết để các tính năng sau, các clip sau thì em chỉ review là test chất âm ở clip cho em đã, các ở clip cho em đã test chất âm rất nhiều rồi và rất nhiều các đơn vị đã review rồi, nhưng mà con clip này em muốn là cái hướng dẫn các bác để sử dụng trên những cái sản phẩm này và những cái tính năng chi tiết giới thiệu nhất có thể đến tận các bác anh em. Thì tiện đây em đang cắm nguồn thì em review phía sau để các bác cùng xem. Đấy, phía sau đây bác thấy này, đối con đẩy này với công suất 800W kênh thì bác để biết là nó sẽ đánh được tốt là một quả bát 40 đơn hoặc một cặp bát 30 đơn các bác nhá, hoặc một quả súp đơn 40. Đấy, sụp công nghệ mạch KTD thì bác nghĩ em cắm từ nãy đến giờ nó rất mát máy, nó rất mát máy luôn, mạch KTD. Đấy, thì quản lý nguồn cái lẫy nó rất là dày, cắm nó rất là chắc các bác nhá. Cái lẫy này nó bằng đồng nhưng nó bằng cái nhíp đồng rất là dày, nó rất là chắc luôn. Đấy, xịn sò. Và con vang này thích hợp là thế hệ vang, có thích hợp giải mã cùng quang và sử dụng chip rất là mạnh nhá, cho chất âm rất là hay. Đấy, và chip micro cũng vậy. Đấy, những gì hội tụ nhất của sản phẩm DB, và đây là sản phẩm tâm huyết, bản thân đơn vị em cũng là tâm huyết, tại vì là những sản phẩm này ấy là về rồi nhưng mà mình chưa review kịp đến toàn thể khách hàng, và cái thứ hai là mình trải nghiệm là thật sự nó rất là hay, và đến hôm nay là review, tập trung review cho các bác cũng như là lên hình cho bác, là bác biết để biết là bên mình có hàng. Vì có những bác là mới xem kênh em, mới đăng ký kênh chưa biết, nhưng biết thì sản phẩm DB này bán full mã, cũng như là hôm nay review chi tiết đến từng sản phẩm để các bác cũng biết. Em có nhu cầu liên hệ em qua số điện thoại online. Thì hiện tại thời điểm này em đang nhắc lại lần nữa là em đang ưu đãi mức giá rất là tốt nhé, cái biển quảng cáo thôi. Hùng ơi, cảm ơn anh em. Hiện tại cái hàng đều có sẵn nhá, tại hai cơ sở nhá, hàng đều có sẵn, các bác gửi đến tại trải nghiệm, hoặc là các bác có nhu cầu nâng cấp đổi cát, nhu cầu mua sắm lắp đặt tư vấn thì liên hệ em qua các sự online đây, hoặc đến cơ sở bên chúng mình là 364 Quang Trung Hà Nội, hoặc 48B cư xá Ba Điểm quốc lộ 2 quận Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh các nhá. Và em Hiếu Minh xin phép dừng video ở đây và xin thân ái chào tạm biệt bác nhá. Thật sự rất đẹp. Không biết cái máy của em, vì là nhiều một số đơn vị họ quay ấy, là họ có cái máy chuyên dụng riêng là cái máy ảnh, thật sự là máy ảnh, máy quay riêng, còn em quay rất dân dã vì em không thừa, em có người thật việc thật. Và nó là thực tế, bác làm gì nó phải thực tế đúng không ạ? Em thế thôi, em làm thực tế, em có chỉ có điện thoại em quay thôi, nó quay rồi đủ cái độ sắc nét không, hay thu âm tiếng mình nó bị dè không. Đấy, em quay chi tiết đến tận các bác nhé, anh em có nhu cầu liên hệ em nhé, và xin chào tạm biệt nhé.